Vâng, xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với BK Hà Nội Vương quốc Gầm Cao. Anh chị em thân mến, thì nếu như anh chị em nào đang quan tâm đến một cái dòng xe Hyundai Santa Fe mà là phiên bản siêu lướt sản xuất năm 2022 thì các bạn có thể đến ngay với lại BK Hà Nội Vương quốc Gầm Cao để có thể sở hữu cho mình một cái mẫu xe Hyundai Santa Fe 2022 mà không cần phải trả tiền bia kèm lạc các bạn nhé. 2022 màu đỏ, xe đi rất mới và đẹp các bạn nhé. Đấy, đi rất mới và đẹp rồi các bạn nhé. Rất là mới và đẹp đây. Mâm xe đang có gì đây? Đây, mới luôn. Đấy, xe đi rất là mới và đẹp nha các bạn nhé. Đây, mâm xe đang có gì đây? Cực đẹp luôn các bạn nhé. Bác nào đang quan tâm thì có gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0965525989 các bạn nhé. 0965525989. Và đặc biệt hơn nữa thì nếu bác nào mà có nhu cầu sở hữu những cái dòng xe đã qua sử dụng thì hãy ấn like, subscribe kênh nhé. Hyundai Santa Fe đây, phiên bản 2022 luôn các bác nhé. 2022 siêu lướt các bác nhé. Đây các bác nhìn này, 2022 siêu lướt, đi như đẹp như mới luôn, không có một vết xước sơn nào cả. Đây, mới đi được 8.665 cây các bác nhé. 8.665 cây, xe này đã được trang bị radar đầy đủ hết các bác nhé. Đây, chức năng nhớ ghế đây, ghế đây, cảnh báo lệch làn đường radar. Đấy, cảnh báo tiền va chạm đã được trang bị đầy đủ hết rồi nhá. Cần số này, cần số phẳng này. Đấy, trang bị cần số phẳng lún xoay các bác nhá. Úi trời ơi, đẹp hết nấc luôn. Được có sở hữu con này đúng là đỉnh cấp, đỉnh cao công nghệ luôn các bác nhá. Đỉnh cao công nghệ luôn rồi. Đấy, radar lún xoay cực kỳ mới luôn các bác nhá. Cực kỳ mới và cực kỳ đẹp luôn các bác. Đây các bác nhìn này. Lún xoay. Quá mới luôn, không cần phải bia kiểm lạc luôn các bác nhá. Tỷ 510 triệu các bác nhá. Tỷ 510 triệu. Bác nào đang quan tâm thì gọi điện trực tiếp nhá, 0965525989. Và nếu đây là gần như ghế sau là chưa có ai ngồi luôn các bác nhá. Đấy, gần như ghế sau chưa ai ngồi luôn. Bác nào quan tâm thì gọi điện trực tiếp nhá. Đây có rất nhiều khách hàng đến xem xe đây. Đấy, rất nhiều các bác khách hàng đến xem xe BK Hà Nội Vương quốc Gầm Cao. 26 cầu Diễn các bác nhá. Bác nào đang quan tâm thì gọi điện trực tiếp số điện thoại 0965525989. Và đặc biệt hơn nữa thì nếu anh chị em nào có nhu cầu sở hữu những dòng xe đại qua hình thức trả góp thì có thể ấn like, subscribe kênh, chúng tôi sẽ dành tặng cho những anh chị em đó và các bạn một cái bảo hiểm thân vỏ luôn các bác nhá. Bác nào quan tâm thì gọi điện trực tiếp số điện thoại 0965525989, hỗ trợ trả góp 70%, chỉ cần 399 triệu là thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.